Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Họp chợ trên đường Trịnh Thị Ngọc Lữ, phường Lam Sơn gây mất an toàn giao thông. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có chợ ngay bên cạnh, song người dân không vào trong chợ họp mà vẫn bày bán hàng hóa ngay trên vỉa hè lòng lề đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thời gian gần đây trên tuyến đường Trịnh Thị Ngọc Lữ thuộc phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, xuất hiện chợ cóc họp ngay trên đường. Tại đây vào mỗi buổi sáng, hàng hóa, phương tiện xe ô tô, xe máy của người mua, người bán đậu đỗ tràn lan trên vỉa hè lề đường, khiến lòng đường bị thu hẹp, gây cản trở và ách tắc giao thông. Được biết tình trạng này đã diễn ra từ lâu, tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn không nhắc nhở hay xử lý. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp giải tỏa khu vực lấn chiếm lòng lề đường để đảm bảo an toàn giao thông. Trong ngày 30 tháng 10 năm 2018, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản 116 trường hợp, trong đó ô tô 66 trường hợp, mô tô 50 trường hợp, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 290 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 trường hợp và tạm giữ 10 phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng vi phạm hành lang giao thông đường bộ xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường, đặc biệt là các khu vực đô thị, khu vực chợ, nơi gần các khu công nghiệp, gây mất an toàn giao thông. Để giải quyết được tình trạng này, ngoài sự vào cuộc các ngành chức năng, thì trách nhiệm chính vẫn là chính quyền các địa phương sở tại. Thời gian qua, mặc dù các cấp các ngành chức năng đã tích cực vào cuộc, nhưng tình trạng vi phạm trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến tại hầu hết các địa phương. Vỉa hè, lòng đường bị biến thành nơi tập kết vật liệu, dựng biển quảng cáo kinh doanh, buôn bán hàng hóa, họp chợ, khiến người đi bộ không còn lối đi, gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Mặc dù các ngành chức năng cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa và xử lý vi phạm, song sau mỗi đợt ra quân, nơi nào chính quyền địa phương vẫn duy trì được công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, thì ở đó việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của người dân hầu như không xảy ra. Để thực hiện tốt cái vấn đề quản lý lòng đường, vỉa hè và các nội dung liên quan đến trật tự đô thị thì phường chúng tôi đầu tiên phải xác định là công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ đảng viên đối với việc là chấp hành nghiêm chỉnh về vấn đề trật tự đô thị, đặc biệt trong đó là phát huy vai trò của người đứng đầu. Nguyên nhân của tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là do chính quyền các địa phương chưa thực sự vào cuộc và không kiên quyết trong xử lý vi phạm. Nên việc giải tỏa xử lý vi phạm xong được thời gian ngắn, người dân lại tiếp tục tái lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường diễn ra phổ biến. Vừa qua thì Ban An toàn giao thông huyện Tĩnh Gia đã ra quân 2 đợt tại xã Tùng Lâm phối hợp với công ty BOT giải tỏa. Thì trên địa bàn xã Tùng Lâm có 3 điểm thì chúng tôi đã giải tỏa được 2 điểm và cái điểm này là cái điểm mới phát sinh cách đây khoảng 3 tháng. Chính vì thế nên là chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo xã Tùng Lâm nhưng mà giải quyết là chưa được triệt để. Thì thời gian tới thì Ban An toàn giao thông huyện Tĩnh Gia từ nay đến cuối năm sẽ tiến hành tổ chức ra quân giải tỏa các cái điểm vi phạm về biển báo và hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông thì chính quyền các địa phương cần phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên địa bàn. Và chỉ khi chính quyền địa phương thực sự vào cuộc, đồng bộ và quyết liệt thì bài toán vi phạm hành lang an toàn giao thông mới được giải quyết. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các hành vi vi phạm luật giao thông của người điều khiển phương tiện là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng nồng độ cồn quá mức cho phép, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách đánh võng trên đường, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá tải trọng. Người tham gia giao thông vi phạm các quy tắc giao thông như không bật đèn xi nhan khi rẽ, đi bộ sang đường không đúng nơi quy định, chở hàng hóa cồng kềnh. Người điều khiển xe đạp, xe máy điện lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm. Hãy chấp hành luật giao thông đường bộ, tính mạng con người là trên hết.